Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận một tốc căn có kêu là cờ Lipto. Một tốc căn này khoảng 50 đô các bạn, dành cho 2000 u sơ các bạn. Hiện tại thì cỡ khoảng 1400, còn 600 u sơ nữa các bạn. Để tham gia giá hôm nay bằng phần link mô tả của mình, thì nhiệm vụ của bạn follow tôi Twitter nè, các bạn retweet nha bạn, các bạn join vào hai kênh group, kênh Telegram nữa bạn. Thì hiện tại bên dòng kiểm tra các bạn, hiện tại em 1k4 các bạn, còn tới 600 u sơ nữa các bạn, nên các bạn làm một kẹp nữa các bạn. Rồi các bạn xuống đây thì các bạn dùng địa chỉ BNB Samachen các bạn, thì các bạn copy địa chỉ NH, địa chỉ di chúc qua đấy các bạn. Các bạn dùng địa chỉ NH mà cũng được, các bạn sao chép lên nè. Nằm bát từ đây rồi, đây thì ưu em tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn, cầm mấy memo của bạn nè. Tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Nó cộng 1133 nha các bạn. Rồi tất cả các bạn gì bấm gỡ thôi các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận một tốc căn crypto G1 đã đến đây cũng kết thúc. Các bạn gì mình chào tạm biệt tất cả, hẹn tất cả bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.